Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 7.500 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 77%. Trong tổng số trên 10.000 hồ sơ, có 2.600 hồ sơ kỳ trước chuyển sang. Trung tâm đã giải quyết gần 7.600 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt tỷ lệ 99,37%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng 13% so với tháng 5 năm 2023, nhưng chưa cao như kỳ vọng. Nguyên nhân là một số sở ngành có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến còn thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ 50% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 43%. Hoặc không phát sinh hồ sơ trực tuyến như Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên. Hiện nay trung tâm đã hoàn thành việc kiểm thử phần mềm liên thông để thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử. Thời gian qua, huyện Ân Thi tập trung thực hiện nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, thông qua việc sát nhập hợp nhất một số đơn vị, huyện Ân Thi giảm được 7 đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu biểu như hợp nhất đài truyền thanh và trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện, trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Lễ, sát nhập phòng y tế vào văn phòng ủy ban dân huyện, sát nhập trường trung học cơ sở thị trấn Ân Thi và trung học cơ sở Phạm Huy Thông. Huyện Ân Thi cũng điều động công chức tại 6 xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tại 10 xã, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân tại 4 xã. Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết từ năm 2020 đến giữa năm 2022, có 39.500 cán bộ công chức viên chức thôi việc hoặc chuyển sang khu vực tư. Trong đó, có hơn 4.000 công chức và hơn 35.000 viên chức. Tỷ lệ nghỉ ở Trung ương là 78% và địa phương 82%. Trung bình số người thôi việc mỗi năm 15.800, chiếm 0,8% tổng biên chế, tập trung nhiều nhất là giáo dục và y tế. Năm 2022, cả nước có 16.000 giáo viên bỏ việc. Bình quân, cứ 100 nhà giáo thì một người ra khỏi ngành. Lĩnh vực y tế đã có gần 10.000 nhân viên tại các cơ sở công lập chuyển sang tư nhân từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022. Số liệu việc làm, thị trường lao động từ các cơ quan quản lý nhà nước cho thấy nửa cuối năm nay không mấy lạc quan, người lao động sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2 năm 2023 khoảng 240.000 người, giảm 52.000 người so với quý trước. Lao động bị mất việc là 218.000 người, tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến gỗ thuộc các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Thất nghiệp quý 2 tăng cả về số lượng lẫn tỷ lệ, trong đó số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động khoảng hơn 1 triệu người. Tổng cục Hải quan cho biết 6 tháng qua, mặc dù trị giá hàng hóa vi phạm giảm gần 30% so với cùng kỳ, nhưng tăng thu đến 50%, thu nộp ngân sách nhà nước đạt 315 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn ngành hải quan phát hiện bắt giữ và xử lý trên 8.000 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.675 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan hải quan khởi tố 18 vụ, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022 và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 59 vụ, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 315 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, với góc chụp từ trên cao, mũi điện hay còn gọi là mũi đại lãnh thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gây bất ngờ vì nhìn giống bản đồ Việt Nam. Mũi điện nằm cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 35 km về hướng Đông Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia năm 2008, là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách khi đến Phú Yên. Tuy nhiên, với góc nhìn từ trên cao, mũi điện mang đến sự bất ngờ cho người xem bởi hình ảnh Việt Nam thu nhỏ. Khi đến đây, du khách có thể đi bộ để khám phá hải đăng mũi điện mang phong cách châu Âu do người Pháp xây dựng năm 1890. Từ mũi điện nhìn xuống sẽ là bãi môn êm đềm.
Dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình camera an ninh trật tự tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, xã Hồng Quang đã lắp đặt được 54 camera an ninh tại các nút giao thông đông người, cửa ngõ và thôn xóm. Các camera đảm bảo hình ảnh rõ nét, có thể thu được cả âm thanh. Tổng kinh phí lắp đặt là 750 triệu đồng từ nguồn ngân sách của xã. Mạng Internet duy trì hoạt động của camera được kết nối từ nhà dân. Sau 2 tháng lắp đặt, hệ thống camera giúp công an xã đã phát hiện và xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản chỉ sau chưa đầy 24 tiếng và 1 vụ gây rối mất an ninh trật tự. Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sen Hồ ở phường Dị Sự. Trước đó, tại phòng hát VIP 6 và VIP 7 của quán, công an thị xã Mỹ Hào kiểm tra phát hiện một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ tại chỗ một số vật chứng gồm thuốc con nhộng màu đỏ, chất tinh thể màu trắng. Qua trưng cầu giám định, số vật chứng này cho kết quả là ma túy loại ketamin. Sau khi xác minh phân loại các đối tượng, công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang vượt khỏi tầm kiểm soát khi trái đất trải qua những kỷ lục về nhiệt độ. Lời cảnh báo được đưa ra khi thế giới vừa trải qua ngày thứ 2 và thứ 3 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử vào tuần này. Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ, nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu đạt mức 17,18 độ C vào hôm 4 tháng 7, vượt qua kỷ lục 17,01 độ C được ghi nhận trước đó một ngày. Các cơ quan khí tượng có chung nhận định rằng thế giới đang nóng lên do tác động của biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino. Trung Quốc thông báo sẽ cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản vì lý do an toàn. Động thái đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tỉnh Fukushima nằm trong số 10 tỉnh thành nói trên. Hải quan Trung Quốc sẽ liên tục tăng cường giám sát với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, đặc biệt là các sản phẩm hải sản. Nhiều tuần qua, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển của Nhật Bản. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các giấy tờ liên quan đến thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thủy hải sản từ các tỉnh còn lại của Nhật Bản. Cơ quan này cho biết, quyết định trên được đưa ra vì lý do an toàn trong bối cảnh Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Italy ghi nhận số người trên 100 tuổi cao kỷ lục khi độ tuổi trung bình dân số nước này tăng nhanh hơn so với các nước EU. Viện Thống kê Quốc gia Italy hôm 7 tháng 7 công bố báo cáo hàng năm cho biết tỷ lệ người dân trên 100 tuổi nước này đã tăng gấp 3 lần từ đầu thế kỷ và đạt tổng cộng gần 22.000 người tính tới tháng 1. Số người trên 100 tuổi ở Italy chủ yếu là cụ bà. Số ca sinh ở Italy trong năm 2022 là 393.000 người, mức thấp nhất kể từ khi nước này thống nhất hơn 150 năm trước. Dân số Italy đã giảm dần kể từ năm 2014 và vấn đề hỗ trợ chăm sóc số lượng người cao tuổi ngày càng tăng đang là một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay. Một nông dân tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã tìm ra giải pháp tận dụng đội quân hàng nghìn con vịt để tiêu diệt cỏ dại trên cánh đồng lúa của mình. Thay vì sử dụng hóa chất hoặc phải tự tay nhổ cỏ dại mất thời gian và công sức, khoảng 600 năm trước. Bản tin chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.